món quà đắt tiền cho Bolero Karaoke. Cặp tép 1 triệu cao cấp, chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Liên hệ với Lưu Bắc Cạn trên kênh Facebook Loa Tép Thông Minh. Đây là mẫu tép 1 triệu một đôi. Để cho anh em đỡ phải hỏi giá thì mình quay cận cảnh riêng cho anh em một mẫu tép 1 triệu. Đây, phễu 12 x 12, chiều cao 16 phân, củ từ 9 cm, côn 3,5. Có chế độ tép và siêu tép. Bản này có hai màu, màu đen và màu gỗ. Rất đẹp luôn. Loại này thì dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Dùng cho chung cho các cơ bát từ bát 20 đến bát 50. Những anh em mà hay chết tép, tèo tép liên tục thì anh em mua một đôi này về đặt nắp và đấu vào đít loa. Dây làm dày sẵn 1 mét rồi. Về chúng ta đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Đỏ là cộng. Rồi nha. Hàng xịn đẹp. Đây là củ nam châm cao cấp nhập khẩu China, chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Làm thế nào để bộ dàn nhà mình hay hơn? Đây là cặp tép rời để chống ly dàn, tăng độ thoáng tiếng cho tất cả các loại bộ dàn âm thanh gia đình. Như bộ 1 triệu đây. Kênh của Lưu Bắc Cạn hôm nay vào chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm chơi âm thanh. Làm thế nào để bộ dàn nhà mình hay hơn? Đây là cặp tép rời để chống ly dàn, tăng độ thoáng tiếng cho tất cả các loại bộ dàn âm thanh gia đình. Như bộ 1 triệu đây. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cặp 1 triệu. Đây là cặp 350, dòng nam châm tuyển đắt, trang bị chống cháy và lọc chói đầy đủ. Có hai chế độ bật tép và siêu tép, và chế độ chống lì cho loa phun. Đây là tép thành phẩm rồi. Về anh em đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Mà để mà chạy được cái loa tép này, nó hoạt động mỹ mãn, nó có tác dụng mỹ mãn, phát huy tác dụng, thì vang cơ và đẩy là ok nhất. Đẩy 20 sò hoặc 40 sò thì tùy. Đấy. Vì cái đây là cặp 350 của các dòng loa phun bắt 30 thì chúng tôi thiết kế rời cho anh em đây rồi. Nhưng mà cái tép 1 triệu này nó có thể dùng tổng hợp cho tất cả các loại dàn, từ bát 20 đến bát 50, âm ly cục đẩy đều dùng tổng hợp.